9 tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu bán kết với đối thủ là câu lạc bộ Tứ Xuyên của Trung Quốc. Trong suốt cuộc hành trình của toàn đội tại giải đấu năm nay thì chúng ta thấy nổi lên khá nhiều những gương mặt trẻ tiềm năng, một trong số đó là Đặng Thị Kim Thanh, thành viên của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin sức sống thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị khán giả có thể truy cập vào website thetao.vtv.vn để theo dõi lại các bản tin cũng như liên tục cập nhật những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Trong chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải đấu năm nay, vận động viên Đặng Thị Kim Thanh thi đấu ổn định và tạo được sự tin tưởng từ phía ban huấn luyện. Đáng nói hơn, khi đây là lần đầu tiên vận động viên sinh năm 1999 này góp mặt tại đội tuyển quốc gia. Dù mới chỉ 19 tuổi, nhưng Kim Thanh thi đấu chững chạc và tự tin ở vị trí đối chuyền 2, một vị trí đòi hỏi nhiều kỹ năng toàn diện trong môn bóng chuyền. Em mất khoảng 2 năm để chuyển qua vị trí đối chuyền ạ. Nhiều cái khó khăn lắm, cái khó khăn là bước 1, em là tại vì phụ công là không thể làm bước 1 hết. Qua đối chuyền thì cần bước 1 rất là nhiều, với lại kỹ thuật đánh biên nữa nên em cũng mất nhiều thời gian. Khởi đầu ở vị trí phụ công, nhưng những thay đổi nhằm phù hợp với tố chất và khả năng đã giúp Kim Thanh làm quen với vai trò mới. Cùng với nỗ lực và khát khao thể hiện mình, Kim Thanh có những cải thiện đáng kể ở khả năng tấn công biên hay phòng ngự bám chắn. Tuy nhiên, để có thể cải thiện bản thân thì vẫn còn là một chặng đường dài phía trước đối với cô gái 19 tuổi này. Tinh thần là một và cái khả năng mà gọi là giống như kiểu tiếp thu và thay đổi.